Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và Sài Gòn hôm nay là 19 tháng 1 năm 2020 và cũng là ngày 25 Tết. Và ngày 25 này thì hầu hết tất cả các gia đình ở Việt Nam đều dọn dẹp nhà cửa, đưa ông bà làm một bữa cơm nho nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ, rồi cho đến ngày 30 thì làm cái bữa mâm cơm nho nhỏ nữa để rước ông bà. Thì hôm nay em có việc đi qua bên bến Bình Đông này, rồi sẵn chia sẻ với các anh chị những hình ảnh ở khu vực bến Bình Đông. Và mình sẽ đi đến cái công viên ngay cầu ngang số 2 ngay chợ Bình Đông đó. Và ngày nay thì hôm nay thì chợ hoa người ta lên hoa rất là nhiều ở cặp theo con đường Bình Đông này nè. Chắc xíu nữa em sẽ thực hiện cái video clip đi bộ để các anh chị xem chi tiết rõ hơn những cái nhánh hoa, những cái con thuyền ở dưới sông nè, người ta chở rất là nhiều bông hoa rồi di chuyển từ các tỉnh miền Tây để lên cái bến Bình Đông này để bán. Thì chúng ta sẽ đi xem toàn cảnh cái khu này thôi. Còn xíu nữa mình sẽ gặp nhau trong cái video sau nha. Mấy ngày này thì những xe ba gác thế này nè, họ sẽ có nhiều việc làm hơn, có nhiều thu nhập hơn nhờ những cái dịch vụ chở cây thuê nè. Vào những ngày này thì cũng có rất nhiều bà con buôn bán, cũng là cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Và bên cạnh đó thì những người mua cũng thuận tiện hơn trong cái việc mua sắm sang sửa sang nhà cửa, trang hoàng nhà cửa. Những ngày này sôi động lắm. Những ngày Tết hầu như là vui nhất là những ngày thế này. Vài hình ảnh để chia sẻ bà con khi mà có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng biết thêm một địa điểm nữa để đi chơi Tết, đi chợ Tết. Và vì một lý do gì đó thì các anh chị chưa có dịp về Sài Gòn hoặc chưa có từng đến Sài Gòn thì cái video này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đi tới một tí nữa thì sẽ có ngôi chợ Bình Đông. Chợ Bình Đông bên cánh trái. Và vài ngày nữa thôi là cái chỗ này sẽ có rất nhiều dưa hấu. Hôm nay là 25 nên còn chắc là chiều nay là sẽ rất là đông. Đó, bên đây là đường cây sung nè. Đường cây sung bên khu quận 8. Ở đây thì cũng có rất là nhiều nhà kho ngày xưa, bây giờ thành những cái nhà máy, nhà xưởng. Đây chợ Bình Đông nè. Chắc em sẽ kiếm chỗ gửi xe rồi mình sẽ đi bộ một vòng ha, để các anh chị xem rõ hơn. Em tạm ngừng chút xíu nha. Ông gửi xe bên chợ Bình Đông đi. Rồi em đang gửi xe ở ngay chợ Bình Đông nè, ngay chợ dưới dốc cầu nè. Ở đây thì cũng bán rất là nhiều quần áo rồi rau củ quả. Những ngày gần Tết chợ rất là đông. Bây giờ Sài Gòn là 10 giờ rưỡi sáng. Ở bên kia trong nhà lòng chợ có cá. Còn ở đây thì có trái cây nè, mận, cốc, ổi, có cốc non nè, trái cốc non, rồi khoai lang. Chúng ta nhìn bên kia là dòng kênh Tàu Hũ nè, dưới dốc cầu. Chợ rất là đông luôn. Mình sẽ đi bộ qua bên kia cầu nha. Sẵn đến nhà chị Thu để chị Lan với chị Đào xem chơi cho vui nha. Cái khăn chỉ có 10.000 4 cái. Sổ luôn. Dép. Hẻm 1F Bình Đông nè. Trong kia còn đông hơn nữa nè. Để không mất thời gian của anh chị thì chúng ta sẽ đi thoáng qua đây thôi ha. Em sẽ đi chợ này sau để gửi anh chị xem chơi. Này mình đi ngang nè để anh chị thoáng nhìn thoáng qua thôi. Bán đồng ghê chưa? Nhà lòng chợ này cũng rất là cũ rồi, rất là lâu rồi. Nhà lòng chợ với mái tôn, khung sắt, giống như chợ Xóm Củi vậy đó. Chứ không có kiểu kiến trúc giống như giống như chợ Hòa Bình hay là chợ Bến Thành hay là chợ Tân Định. Ở đây thì chỉ có những mái tôn thôi. Khu này có mấy tiệm vàng nữa nè. Mình đi bộ lên tí xíu, ở hướng trên kia là chợ Hoa đó, nhưng mà bữa nay thì chưa có nhiều lắm, không biết chiều nay ngày mai chắc ngày mai sẽ đông lắm đó. Rồi chúng ta sẽ đi bộ lên cầu nha. Mình đi ngược lại nè, lúc nãy mình chạy xe lên rồi em thấy cái chợ này rồi em quay lại em gửi xe chợ rồi em đi bộ. Mình nhìn lại cái nhà lòng chợ nè, trên nóc chợ nè, mái tôn nè. Ở đây cũng có bãi xe nữa nè. Các anh chị nào đi chợ Hoa thì chúng ta sẽ gửi xe ở đây ha. Rồi mình đi mua sắm xong cái có người chở về tới nhà cho mình luôn. Đương nhiên là mình sẽ trả phí. Vì ở đây đa phần người ta bán giá sỉ, là bán hoa cũng giá cũng tốt rồi, nên thành ra người ta không có bao vận chuyển. Bao vận chuyển thì giá khác nữa. Đó, những hình ảnh này chúng ta thấy rất là nhớ Việt Nam, rất là nhớ Sài Gòn, những cái mái tôn, những cái mái che, những cây dù. Không biết mình đã bao lâu rồi các anh chị chưa thấy những hình ảnh này. Nhiều khi coi những cái video clip riết rồi ở xa, nhưng mà các anh chị cũng biết được Sài Gòn của chúng ta thay đổi như thế nào. Rồi khỏi về quê luôn. Coi thôi cũng đủ rồi. Nãy mình đi ở dưới giờ mình trên nhìn xuống nè. Và hướng nhà chị Thu là ở bên kia sông nè. Dòng kênh ngày nay thì đang làm lại những cái bờ kè. Sài Gòn bây giờ rất là nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 30 độ. Mà nắng ở Việt Nam rất là khó chịu, nó làm cho mình đổ mồ hôi á. Rồi bụi, hồi mình rất khó chịu lắm. Không có nắng giống như ở nước ngoài, hay là nắng ở các tỉnh khác. Vì ở đây xe cộ nhiều nên thành ra khói bụi cũng nhiều. Mình nhìn bên kia là đường Võ Văn Kiệt. Mình nhìn qua bên kia nữa đó là con đường Phạm Thế Hiển, Xóm Đạo với những cái building hôm bữa đó. Sài Gòn bây giờ 11 giờ luôn rồi. Ở dưới giống cầu thì có một cái chỗ tập trung rác để xe lại thu gom á. Có đường Nguyễn Nhược Thi nè. Đường Nguyễn Nhược Thi ngày hôm nay nè. Nếu các anh chị đã lâu rồi không về Sài Gòn thì con đường này chúng ta cảm thấy rất là lạ, là vì mới được làm lại nè. Cái vỉa hè với lại cái công viên, cái bờ kè sắp hoàn thành nữa nè. Vài bữa nó sẽ đẹp hơn nữa. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đây cũng là lần đầu tiên em đi bộ đến cái xóm Bình Đông này. Ở đây thì cũng thấy rất là rộng rãi, đi bộ thoải mái. Cái hành lang cầu thì cũng rất là rộng nè. Không biết sau này thì có thay đổi giống như cầu Chữ Y hay là cầu Kênh Tẻ hay là cầu mấy cái cầu khác sau này hay không. Sau này thì họ sẽ dạt bớt một cái phần của hành lang đi bộ nè, rồi rút ngắn lại cái lối đi để cho cái bề mặt cầu nó rộng hơn, giảm cái tình trạng kẹt xe dưới trên cầu đó. Hiện nay thì cái cầu này vẫn còn như cũ nên mình đi bộ rất là thoải mái. Và ở dưới chân cầu bên đây có một công viên, công viên nhỏ nhỏ, và kế bên công viên có một cái building đang xây nè. Và trong cái khuôn viên này có nhiều con hẻm. Và chúng ta sẽ đi vô một trong những con hẻm này ha. Có lẽ cái video này sẽ hơi dài nên các cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Nếu mà những hình ảnh quen thuộc thì chúng ta bấm tiếp tiếp để mình xem đoạn tiếp theo. Còn những hình ảnh nó lạ lạ thì mình dừng lại để mình xem tí xíu. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Vinh Lam TV, đã xem và chia sẻ những cái đường link, rồi chia sẻ những cái tâm tư, những cái thông tin và những hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa mà bây giờ thông qua video clip chúng ta lại có dịp nhìn lại. Và đây là đầu hẻm 302 nè, với những dãy nhà. Và ở đây có chị gái bán heo quay, xá xíu đó, công viên. Chúng ta sẽ đứng đây chúng ta nhìn lại tí xíu những hình ảnh của khu xóm ngày xưa nè. Không biết những ngôi nhà này các anh chị có quen hay không. Ở đây thì những nhà này thì không có xây cao, nghĩa là diện tích, có lẽ diện tích cho phép quy hoạch là phải như cái nhà này mới xây cao nè, xây cao là ở nhà 66 nè, là phần trước là không được xây cao lên nè. Những ngôi nhà ở kế bên thì có cái chiều dài bằng với cái phần trước của ngôi nhà mới xây này nên không được xây nè. Nếu xây là phải thụt vô bên trong, họ không đủ diện tích để họ thụt vô. sau mình đi vô con hẻm nhỏ nhỏ ở đây nè. Em quên hẻm này hẻm số mấy nha. Em cũng đi tới hẻm này mấy lần. À, công viên mát chưa. À, bên kia là cầu đó. Có những cái cây gừa rất là mát mẻ. Cuối công viên thì có quán cà phê nhỏ nhỏ. Rồi chúng ta sẽ nhìn lại thêm một lần nữa cái dãy nhà này. Rồi mình sẽ đi vào cái hẻm, nhìn hẻm số 10 phải. Hẻm số 10. Hẻm số 10 xuyệt 18 Bến Bình Đông. Ở đây có cái chùa Pháp Thiền. Trong đây cũng có những ngôi nhà xưa xưa ở trong đây. À, hẻm chùa Pháp Thiền. À, bên đây là hẻm cùng. À, có cái nhà thờ nhỏ nhỏ trong đây. Chùa xây dựng năm 1960 mấy giờ luôn. À, bên đây có hẻm nhỏ nhỏ nữa nè. Chính xuyệt 1. Gần Tết rồi ai cũng tranh thủ dọn nhà để ăn Tết nè. Đóng tủ bàn ghế mới. À, ta đi tới tí nữa nha, sẽ có gặp nhà của chị Thu. Hẻm này ngày nay làm lại cái nền nè, rất là sạch sẽ, nền bê tông. À, đây có hẻm nhỏ nhỏ nữa nè. À, đây có cái nhà tôn rất là xưa nè. Có lẽ ngày xưa thì cái nền này rất là thấp, nâng lên rất là cao. Ồ, cái nhà này mới xây đẹp hả? Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Hẻm này là hẻm cùng. Chúng ta sẽ quẹo trái. Này bán tạp hóa. À, mình đi tới tí nữa này có nhà chị Thu nè. À, con hẻm này có cái đường quẹo trái là ra đường Nguyễn Nhật Thi đó. À, nhà đi Thu rất là cao nè. À, nhà cao cao đó. Nhà chị trồng hoa rất là nhiều. Chị, chị khỏe không chị? Đâu ạ? Dạ, nay có bất ngờ chị nè. Anh chị anh đi, em gửi sao mà kêu em đi bộ vậy? Này, này chị Lan gửi chị nè. Ủa sao nói tới mùng 3 lận bà? Mùng 3 mới có người về lận bà. Nhưng mà có người thì về sớm, chị gửi sớm chị. À, dạ. Ba có người về không? À, hình như là 30. 30 này hả? Dạ. À, không biết cái này là anh Hải đi về đó. À. À anh về anh mang chị luôn. Em mới ghé anh tối hôm qua. Rồi sáng nay đi vô nhà chứ, đứng ở nắng xuống nước. Đấy. Xe để lên gửi ở đâu? Gửi ngoài bên chợ nè. Đi bộ qua chơi. À, bên chợ đi quay phim luôn hả? Dạ. Nó quay nhà của bác Hai á, của chị á. Mà không biết cái địa chỉ là số mấy nên đi đại vô đây. Số 1 của bác Hai nè. Đó, nhà anh chị đẹp hay chưa? Đó, chắc lần đầu tiên chị Lan có thấy nhà chị Thu. Mình chán rồi chưa, mình chán rồi chưa. Đó. Dạ, để em chợ rồi. Đó, đó. Nhà Thu có cái bình bông rất là đặc biệt nè. À, lông khổng tước. À, đây là những cái lông cong thiệt nè. À, lông con cong. Ô nó có màu nhìn thấy ngộ ha. Lần đầu tiên thấy luôn á. Những cái trái này trái giả nè. À. Ủa cái này để lâu nó có bị bay màu không anh lại? Không, nghe nói mình lâu lâu mình lấy mình lau. Phổi bụi rồi ha. À. Wow. À, mặt sau nó này là chậu rau, rau đây là rau vòng đây là rau không nè, rau diếp cá. Ủa không phải rau gì á, tía tô. Chị phải vô đất lại. Ồ như cái vườn ở dưới quê vậy trời. Cái chanh đó nè, quá trời trái luôn. Cái chanh kia ổi ổi hái nhiều lắm rồi đó, ổi quá trời trái. À. Trời này lên cái địa đàn. Ồ. Dạ. Nhìn nó mát mắt trồng nó vui. Ra toàn là ở nhà chị hái chị ăn không chứ chị đâu có mua đâu. À. Ăn không hết luôn ha. Đó. Rau diếp cá nữa. Cá dầu quế. Ồ, mấy cái lá nhỏ nhỏ là thơm lắm á chị. Ừ. Còn ngoài chợ mình mua nó, lá nó bự nó tốt á. Nhà mình trồng đâu trồng phân đâu bởi lá nó nhỏ. À, nên nó không có thơm bằng. Không ngon. À, rồi bứt cái lá lên này cuốn với rau sống chấm nước mắm. Ừ. Khỏi cần thịt. À, cây lưu hồi bự quá trời bự. Nhà đam. À. Cây lá cách. Cái lá cách này là cũng ăn sống luôn đó. À. Ôi trời cây lựu có trái nữa. À lựu có trái. Ủa cây này trồng lâu mới có trái không chị? Đúng rồi, nhiều trái mấy trái luôn. Không mà trồng lâu lâu không mới có trái vậy? Không, chừng 2 năm à. 2 năm. Vô cái chậu nhỏ vậy thôi ha. À, trái dữ lắm. À. Một trái cũng vỏ ngon lắm. Chắc em cũng trồng cây này quá. Thấy cái gì cũng thích hết. Thôi này nó chín rồi nè, nó chín nó nứt ra luôn nè. Mấy trái này trái nhỏ chứ mấy trái bự đầu á, chị hái cho ăn rồi nó bự ngọt ngon rồi nó thơm vậy đó. À. Rồi giờ bữa cái bến Bình Đông cái ủa cái bên kia cái bờ kè làm xong là mát mẻ luôn ha. Ủa nhà của bác chị là ở đâu? Bác chị nhà của bác chị Lan là ở đâu? Số 1 à. Số 1. Em ra chỗ ngay chỗ vườn bông em đi cuối là số 1. Thấy cái khu phố không? Thấy cái khu phố của ngay chỗ vườn bông không? Là em ngó vô là ngày số 1. Cái căn nhà số 1 đầu tiên đó. Là ngoài ngay công viên hả? À rồi, chết không? Không có chết. Trời ổng tưới cây ngày nào cũng tưới. Wow. Rồi thấy đây đứng nè, không có chết. Ghê vậy? Rồi có mật luôn nè. Đó chị lấy mật nhà lấy mật ăn không á. Vậy luôn hả? Ừ, 3 lầu có 3 tổ, 3 lầu 3 tổ luôn. Ồ nhà mà có ông là coi như là tốt lắm nè. Tại vì yên tĩnh. Rồi ôi trời ơi, nhìn nổi da gà luôn. Ba lầu ba tổ luôn. Ừ. Rồi. Sao ngon vậy? Ồ, đã quá. Rồi nhà chị nhìn mát mắt. Ờ, đã. Rồi con số hình ảnh ở trong hẻm số 10 thì đến nhà chị Thu và hình ảnh của con đường Bến Bình Đông, chợ Bình Đông. Và chúng ta ra đây là công viên rồi nè. Đó, công viên ngay cây cầu. Rồi sau khi hỏi chị Thu thì mới biết nhà của bác chị này là số 1 nè. Chúng ta sẽ qua đây mình nhìn cái nữa rồi mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Tại ngôi nhà số 1 Bến Bình Đông. Nhà số 6 nè, số 4 nè. Nhà số 1 là nhà màu vàng vàng nè, ở cuối đường nè. Nhà đóng cửa rồi, nhà cái hàng rào màu trắng. Rồi chúng ta sẽ tạm biệt video ngày hôm nay. Tạm biệt các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn một ngày mới, cuối tuần, năm mới an lành và hạnh phúc. Bye bye các anh chị và các bạn.